chủ kinh tiên bán gấp, lô đất gần chợ Hoa Hưng, trên đất có sẵn thổ cư, rất hợp cho anh chị đầu tư và an cư lập nghiệp. Mời các anh chị đón xem video. Mến chào tất cả các anh chị, rất vui các anh chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Quang Linh. Trên màn hình là chợ Hoa Hưng. Và trong video này, em sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất thuộc xã Hoa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vị trí đất nằm một xẹt đường tỉnh lộ 328. Và trên màn hình là Ủy ban Nhân dân xã Hoa Hưng, cách vị trí đất chỉ 500m. Con đường em đang di chuyển là con đường tỉnh lộ 328. Con đường đang được nâng cấp mở rộng. Vị trí đất cách chợ Ủy ban Nhân dân xã Hoa Hưng chỉ 500m. Mời các chị cùng di chuyển theo em nhé. Hiện tại Bất Động Sản Quang Linh đang nhận ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các chị có nhà đất cần bán vui lòng gửi sổ, giá, vị trí về số Zalo của Bất Động Sản Quang Linh. Em xin cảm ơn. Và bây giờ em sẽ rẽ phải, di chuyển chưa tới 200m sẽ đến vị trí của lô đất. Vị trí đất nằm một xẹt đường tỉnh lộ 328, cách tỉnh lộ 328 chỉ có 190m. Ở khu vực này nhà cửa xây dựng rất là nhiều các chị. Trong video trước, tại vị trí này em có giới thiệu một lô đất diện tích là ngang 14, dài 35m rưỡi, giá là 180 triệu. Và vị trí của lô đất trong video này gần đây các chị và giá rẻ hơn, rất hợp cho anh chị đầu tư và an cư lập nghiệp thuộc xã Hoa Hưng. Và trên màn hình là vị trí chính xác của lô đất mà em muốn giới thiệu cho các chị trong video này. Hai bên đã có nhà dân sinh sống. Diện tích của lô đất là ngang 10, dài 25m rưỡi, có 50m2 đất thổ cư và giá chính chủ ghi gửi là 175 triệu trên 1 mét ngang. Và đây là sổ hồng riêng của lô đất các anh chị. Đất chúng ta có hướng Bắc. Diện tích công nhận trên sổ là 256m2, trong đó đất ở là 50m2, còn lại là đất cây lâu năm. Anh chị có thể hình dung vị trí của lô đất trên bản đồ vệ tinh. Vị trí đất nằm một xẹt đường tỉnh lộ 328, cách tỉnh lộ 328 là 190m. Cách Ủy ban Nhân dân xã Hoa Hưng, chợ Hoa Hưng là 500m. Cách trường cấp 1, trường cấp 2 Hoa Hưng và nhà thờ Hoa Hưng khoảng 1 km. Vị trí đất rất gần với lòng hồ sông Rây. Cách lòng hồ sông Rây khoảng 1,7 km. Cách vòng xoay Phước Tân là 10,5 km. Cách trung tâm thị trấn Phước Bửu vòng xoay Ba Tô là 15 km. Và cách biển Hồ Tràm khoảng 24 km. Nếu chúng ta di chuyển theo đường quốc lộ 55 đến thị trấn Đức Đỏ là 30 km. Đến thành phố Bà Rịa khoảng 42 km. Và đến thành phố Vũng Tàu khoảng 54 km. Đây là mặt tiền đường trước đất các chị, đường nhựa
rộng hơn 6m, hai ô tô 7 chỗ có thể tránh nhau thoải mái. Vị trí đất nằm một xẹt đường tỉnh lộ 328, cách tỉnh lộ 328 chỉ có 190m. Ở khu vực này, các chị có thể quan sát trên màn hình. Nhà cửa hai bên rất là nhiều các chị. Bao quanh vị trí lô đất đã có hàng rào kiên cố. Lô đất ngang 10 dài 25,5m, giá chỉ có 175 triệu trong một mét ngang, đã có sẵn thổ cư, rất hợp cho anh chị đầu tư và an cư lập nghiệp tại xã Hoa Hưng. Các chị xem video, theo đất này phù hợp nhu cầu đầu tư và an cư lập nghiệp tại xã Hoa Hưng, các chị hãy gọi ngay cho bất động sản Quang Linh theo số điện thoại quen thuộc 0986 606 314, hoặc kết bạn Zalo số này để em có thể tư vấn cho các chị một cách nhanh chóng và chính xác nhất nhé. Bất động sản Quang Linh những ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các chị có nhà đất cần bán vui lòng gửi số, giá, vị trí về số Zalo Bất Động Sản Quang Linh. Các anh chị hãy nhớ like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của Bất Động Sản Quang Linh nhé.